Từ nay đến Tết 2025 âm lịch, tuổi Ất Tỵ 1965, tài lộc ập đến đổi đời giàu sang ăn Tết cực to. Mến chào quý vị khán thính giả đã trở lại và đồng hành cùng kênh KB Tử Vi. Chúc quý vị khỏe mạnh, may mắn, hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Quý cô bác Ất Tỵ thân mến, trên trái đất này, mỗi người sinh ra đều mang trong mình một vận mệnh, một tương lai đã định sẵn là sẽ khác nhau. Có những giai đoạn trong cuộc đời ta sẽ phải trải qua những khó khăn, vất vả. Cũng có những giai đoạn lại vô cùng may mắn, được lộc trời ban, nhiều phước lành, quý nhân chiếu cố nồng hậu mà ăn nên, làm ra, của cải để đầy nhà. Khi xem tử vi chọn đời cô bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thấy rằng, cuộc sống thuở nhỏ rất lận đận, vất vả thì bước vào trung vận thì mọi sự được tốt đẹp hơn. Đến hậu vận sẽ được thảnh thơi, hưởng phúc nhưng vẫn còn nhiều phiền muộn, tiền bạc luôn đủ đầy, không bao giờ phải lo nghĩ. Người này tự thân lập nghiệp bằng chính khả năng và sức lực của mình, đi lên bằng hai bàn tay trắng. Nếu người tuổi này siêng làm việc tốt thì phúc lộc sẽ nhận được nhiều hơn và thọ niên dài hơn. Có thể hiện tại, một số cô bác tuổi Ất Tỵ đang gặp phải khó khăn. Tuy nhiên, đừng thấy hiện tại mình gian nan mà phó mặc cho số phận. Cũng đừng vì thế mà nản lòng, bởi nếu như cô bác nắm được tử vi vận mệnh thì sẽ có thể băng băng về cuộc đời giàu sang, hương vượng của mình. Trong chương trình tử vi của 12 con giáp ngày hôm nay, KB Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về tử vi từ nay đến Tết 2025 âm lịch của cô bác Ất Tỵ sinh năm 1965. Trên các phương diện công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, bản mệnh sẽ gặp được những vận hạn gì trong thời gian này? Tất cả những điều đó sẽ được luận giải chi tiết trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị theo dõi. 1. Tổng quan cuộc đời tuổi Ất Tỵ 1965, từ nay đến Tết 2025 âm lịch. Phải nói rằng, khoảng thời gian từ nay đến Tết là một thời điểm cực kỳ may mắn đối với người tuổi Ất Tỵ. Trên cơ bản, mọi điều bạn mong muốn và mọi kế đích bạn tự đặt ra đều có thể được hoàn thành một cách xuất sắc. Trên phương diện sự nghiệp, bạn làm việc gì cũng gặp nhiều thuận lợi. Khả năng chịu được khó khăn, vất vả lại chăm chỉ, cần cù của bạn luôn khiến cho những người làm sếp cảm thấy yên tâm và tin tưởng. Và cũng nhờ vậy mà bạn nhận được sự chú ý của quý nhân. Trên phương diện tài lộc, bạn càng bôn ba, xông xáo bao nhiêu thì kết quả thu về lại càng lớn bấy nhiêu. Tiền bạc bạn kiếm được không phải là nhờ may mắn, mà là nhờ công sức của chính mình. Cũng vì vậy mà khi cầm được đồng tiền trong tay, bạn sẽ càng cảm thấy vui sướng và yên tâm, bạn làm giàu một cách vô cùng bền vững. Tuy nhiên, trong thời gian này bạn mệnh chớ nên tin người quá vội vàng mà không qua kiểm chứng, kẻo bị lừa gạt, dính thị phi. Vấn đề sức khỏe cũng nên chú ý. Ở độ tuổi lục tuần, người tuổi này nên chú ý hơn đến sức khỏe, bởi thể trạng trong năm nay có dấu hiệu sa sút, không còn được tốt như mọi năm. Con giáp này dễ ốm đau nhiều, nếu chẳng may đổ bệnh cũng rất lâu mới khỏi bệnh, ảnh hưởng đến nhiều mặt cuộc sống. Công việc làm ăn vẫn khá thuận lợi, mang về nguồn thu ổn định. Với những người vẫn đang trong quá trình cống hiến cho công việc, phương diện sự nghiệp trong tháng này nhìn chung diễn tiến theo chiều hướng có lợi hơn cho bạn. Cơ hội thăng tiến cũng sẽ tới. Dù quá trình không quá nhanh nhưng bạn vẫn đang tiến những bước rất chắc chắn. Bạn được khuyên chớ lo chuyện bao đồng ngoài phận sự của mình. Với những người đã bước vào giai đoạn nghỉ hưu, thời gian đầu có thể bạn vẫn chưa quen, vẫn muốn tham công tiếc việc, nhưng chỉ cần dành thời gian điều chỉnh lại nhịp sống là được. Hãy cứ thoải mái tận hưởng giai đoạn thành thơi sau quá trình cống hiến rất dài trước đó. Đại diện cho con đường quang minh chính đại, dù cho có người nâng đỡ nhưng chính bản thân bạn cũng phải có năng lực và bằng cấp xứng đáng thì mới có thể vững chắc và lâu dài được. Tài lộc của người tuổi Ất Tỵ trong thời gian này khá ổn. Đây là thử thách để rèn giữa bản mệnh, tạo cơ hội cho người tuổi này mở mang quy mô công việc, khai trương, mở hàng hoặc bắt đầu một dự án mới. Người làm đầu tư, kinh doanh tuổi Ất Tỵ luôn tự tin vào bản lĩnh của mình. Bản mệnh cảm thấy tràn đầy hy vọng vào tương lai và dám thử sức, dám dấn thân. Với khả năng giao tiếp tốt và sự tự tin của mình, bạn có thể nhanh chóng tạo dựng được những mối quan hệ hợp tác triển vọng. Đôi bên có thể cùng có chung đích đến và làm việc tích cực để nhanh chóng đạt được điều đó. Ngoài ra, bạn cũng có nhiều cơ hội nhận được những khoản đầu tư từ trước đó, giúp ích cho việc cải thiện đời sống của mình. Thiên tài cũng góp phần đem lại những điều tốt đẹp cho bạn, để bạn gặp được nhiều may mắn hơn trên con đường đầu tư, kinh doanh của mình. 2.
vận trình cụ thể trên các phương diện. Phương diện sự nghiệp. Xem tử vi của 12 con giáp, mọi việc xảy ra như thế nào bạn cũng không thực lòng quan tâm lắm. Sự nhàm chán là nguyên nhân chính khiến con giáp tuổi Ất Tỵ thiếu động lực trong công việc. Mệnh có bệnh nên bạn càng không thích hoạt động, không thích nơi đông người, chỉ muốn được ở một mình. Điều này xảy ra là hoàn toàn dễ hiểu. Bạn chẳng phải là kiếm máy để làm việc không ngừng nghỉ. Thời gian trước bạn dồn quá nhiều tâm sức nên giờ đây có cảm giác cạn kiệt năng lượng mà thôi. Do đó, bạn nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì mức năng lượng vừa phải, trải dài các ngày trong tuần, không quên kết hợp việc có thời gian nghỉ ngơi, tránh bị làm việc quá sức và gây ra tình trạng chán nản như hiện tại. Hơn nữa, chỉ có bạn tự tìm ra tình yêu công việc cho mình mà thôi, không thể nhờ tới những động lực bên ngoài mãi được. Hãy nhớ tiếp cận chúng một cách lạc quan và dùng trực giác của mình để làm nên sự khác biệt. Một ý tưởng tuyệt vời sẽ đến và mang lại tác động rất lớn tới tinh thần của bạn. Phương diện tài lộc. Điểm sáng của tuổi Ất Tỵ thời gian này đó là tình hình tài chính khởi sắc, thậm chí bạn nhận được thành quả tốt từ việc làm ăn, đầu tư trước đây. Nhìn chung bản mệnh không gặp khó khăn về tiền bạc. Nhờ sự linh hoạt và nhạy bén của mình, mệnh chủ nhanh tay nắm bắt được cơ hội phát tài, đem lại cho bạn một khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Tuy nhiên, khi có tiền trong tay đừng dùng nó để xoa dịu những tổn thương về tinh thần của mình vì sau đó bạn vừa hết tiền vừa cảm thấy buồn bực hơn mà thôi. Thực ra, thành quả bạn đang nhận được là nhờ vào những nỗ lực trong quá khứ. Bạn đã rất vất vả, không quản ngại khó khăn để xây dựng nền móng về tiền bạc, chăm chỉ kinh doanh để lúc này nó mang về trái ngọt cho bạn. Chính điều này cũng làm bạn cần suy ngẫm, bạn nhận ra mình cũng đã làm được nhiều việc hay ho. Điều đó động viên cho tuổi Ất Tỵ rất nhiều để bạn lấy lại được tinh thần, sự hứng thú trong công việc, giải tỏa được cảm giác chán nản trong tâm trí. Phương diện tình duyên. Trong lĩnh vực tình cảm, người tuổi Ất Tỵ độc thân càng lúc càng trở nên khó tính, bạn không thấy ai vừa mắt mình cả, luôn soi xét điểm chưa tốt của đối phương. Nhìn chung, tháng này khó có cơ hội thành đôi khi bạn không chịu mở lòng với bất cứ ai hoặc đơn giản là bạn không có hứng thú với việc kết đôi. Ngũ hành xung khắc xuất hiện trong thời gian này cũng là một trong những tác nhân khiến người tuổi Ất Tỵ dễ nóng nảy với một nửa của mình hơn, thậm chí hay giận hờn khi thấy đối phương không đủ quan tâm tới mình. Thời gian này, bản mệnh dễ cảm thấy khó chịu vì những điều hết sức nhỏ nhặt. Thực ra điều này xuất phát từ cảm giác không tự tin, thiếu an toàn của bạn mà thôi, đôi khi lỗi lầm không nằm ở người ấy. Ngoài ra, bản mệnh cũng hãy cố gạt bỏ thói quen tranh cãi với người thân vì những chuyện không đáng, chẳng cần làm cho mọi việc trở nên phức tạp hơn. Phương diện sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Ất Tỵ thời gian này không được tốt, bạn cần phải dành thời gian để chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, nếu có bệnh cũng không nặng lắm, dù vậy, bạn không nên chủ quan, nên tập trung chữa bệnh cho dứt điểm, không để tình trạng này kéo dài. Về mặt tướng mạo, sắc diện, da rẻ không hồng hào, bị xanh xao, vàng vọt. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn đi nghỉ hoặc tranh thủ dành thời gian xả hơi một chút. Nếu cần hãy đi spa, du lịch ngắn ngày để nạp lại năng lượng, tìm lại sự cân bằng. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn hơn thì bạn có ý thức rõ ràng trước những gì mình cần phải thực hiện trong những ngày sắp tới. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận giải tử vi tuổi Ất Tỵ trong khoảng thời gian từ nay đến Tết 2025 âm lịch. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.